Quỳnh Hoa xin chào quý anh chị. Malaysia Verona Retro là ghế xem phim gia đình có nhiều tiện ích đẳng cấp, mang đến cảm giác như đang ngồi ở bên trong rạp. Đây chính là ghế rạp phim gia đình nhập khẩu bán chạy nhất của GSC Việt Nam. Verona Retro thương hiệu Fellowship Team nhập khẩu Malaysia. Khi bắt đầu đặt mông xuống ghế thì từ bảng điều khiển người ngồi có thể điều chỉnh độ ngả của tựa lưng, độ nâng hạ của phần tựa chân khiến chiếc ghế như một chiếc giường mini di động. Verona Retro sở hữu chiếc bàn mini làm bằng gỗ. Bạn có thể để đặt lên bàn món tráng miệng yêu thích và một ly rượu vang đỏ khi ngồi xem phim. Ghế xem phim của Malaysia còn có đèn đọc sách siêu sáng, cổng sạc điện thoại tiện lợi. Khối lượng của ghế không quá nặng, cộng với chế độ thu gọn ghế ngồi về trạng thái ban đầu, thì người sử dụng có thể dễ dàng nâng ghế lên để vệ sinh mặt sàn trong trường hợp đồ ăn rơi vãi. Đệm tựa lưng và đệm ngồi của sản phẩm làm bằng mút dày dặn bọc da cao cấp, đặc biệt ghế có chế độ tự động thu gọn về trạng thái ban đầu khi người ngồi đứng lên và di chuyển về chỗ khác. Sản phẩm hiện đang được GSC cung cấp theo đơn đặt hàng. Hình ảnh thực tế của sản phẩm. Tại sao nên chọn nội thất GSC Việt Nam? Thứ nhất, chúng tôi là doanh nghiệp với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất Việt. Thứ hai, GSC Việt Nam là doanh nghiệp có năng lực thi công hội trường trên 1.000 chỗ ngồi. Thứ ba, chúng tôi sở hữu showroom ghế hội trường lớn nhất miền Bắc. Thứ tư, GSC Việt Nam là đơn vị cung cấp đa dạng mẫu ghế hội trường nhất với gần 200 mẫu ghế. Thứ năm, cho đến nay chúng tôi đã thi công trên 500 dự án hội trường phạm vi toàn quốc và quốc tế. Mọi thông tin liên hệ GSC Việt Nam, quý anh chị vui lòng gọi hotline 02462811855, website www.gscvietnam.com. Cảm ơn đã theo dõi. Quỳnh Hoa xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thông